Chào mừng các bạn đã đến với kênh Dương Vân Channel. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp theo nhé. Giá vàng hôm nay 14 tháng 7 dừng bán tháo. Vội vàng mua gom giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 36,17 triệu đồng một lượng mua vào và 36,25 triệu đồng một lượng bán ra. Không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chiều qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,11 triệu đồng một lượng mua vào và 36,35 triệu đồng một lượng bán ra. Tăng 10.000 đồng chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 12 tháng 7 tới đầu giờ sáng 13 tháng 7 giờ Việt Nam. Giá vàng thế giới giao lên mức 1.220,7 đô la Mỹ một ounce và sau đó lên gần 1.218 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX New York tăng 9,1 đô la Mỹ lên 1.223,9 đô la Mỹ một ounce. Hiện giá vàng cao hơn 6,1% một ounce so với cuối năm 2016. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 33,8 triệu đồng một lượng chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng trong nước 2,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới đêm qua tăng nhanh ngay sau khi Mỹ phát đi tín hiệu cẩn trọng về chính sách tiền tệ. Giới đầu tư ồ ạt mua vào để trả hàng cho đợt bán tháo quá đà trước đó. Tuy nhiên, sức cầu về tổng thể còn thấp, vàng tăng giá ngay sau khi giới đầu tư nhận được thông tin về cuộc điều trần của bà Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, với khẳng định Fed sẽ cẩn trọng trong việc tăng lãi suất. Theo đó, bà Yellen cho rằng nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để có thể có các lần tăng lãi suất tiếp. Tuy nhiên, bà Yellen cũng cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể sẽ tăng lãi suất một cách từ từ để trở về tình trạng bình thường đà tăng giá của đồng USD trước kỳ vọng về kế hoạch tăng giá đã chững lại. Trước đó, vàng đã chịu áp lực giảm vào bị bán không nhiều, hoạt động mua trả hàng là cơ hội để vàng tăng trở lại. Tuy nhiên, mức tăng của vàng khá khiêm tốn do giới đầu tư vẫn nhận thấy kế hoạch tăng lãi suất của Mỹ là không thể đảo ngược. Vấn đề chỉ ở chỗ tốc độ tăng sẽ chậm lại. Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn là chủ đạo, ngưỡng kháng cự gần nhất là 1.230 đô la Mỹ một ounce và sau đó là 1.240 đô la Mỹ một ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là thấp đêm qua 1.212,5 đô la Mỹ một ounce và sau đó là thấp điểm tuần 1.204 đô la Mỹ một ounce. Trên thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước tăng 50-60.000 đồng so với phiên liền trước, chốt phiên 12/7. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,17 triệu đồng một lượng mua vào và 36,25 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 36,10 triệu đồng một lượng mua vào và 36,34 triệu đồng một lượng bán ra. Theo Doji, những số liệu kinh tế khả quan cùng với đồn đoán về việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương tiếp tục gây bất lợi khiến cho giá vàng trên toàn cầu không thể bứt phá lên được. Trong phiên ngày giữa tuần, giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng thấp, số lượng cung đưa ra thị trường khá lớn trong khi lượng cầu nhỏ giọt. Điều này khiến cho giá vàng trong nước thiên về xu hướng đi xuống. Ở phân khúc khác, nhiều nhà đầu tư vẫn còn dè dặt nghe ngóng